Chúng ta đến với cái concept đầu tiên, Infrastructure as Code là gì? Thì IEC hay còn được biết đến với một cái tên đầy đủ là Infrastructure as Code là một cái phương pháp quản lý và cấu hình cơ sở tầng công nghệ thông tin tự động hóa thông qua mã nguồn, tức là các cái code của chúng ta đó. Thay vì thực hiện cấu hình và quản lý cơ sở tầng một cách thủ công, à, thì người ta có sử dụng các cái mã nguồn như là viết các cái đoạn script, các cái template để tự động hóa các cái công việc, bao gồm có triển khai, à, cập nhật, thay đổi setting của các cái resource trên các môi trường Cloud và infrastructure code ra đời để giải quyết các cái vấn đề mà cái phương pháp triển khai truyền thống á, cụ thể là phương pháp uh, manually đó dùng thủ công nó không thể đáp ứng được đầu tiên đó là về phần tốc độ thì tất nhiên nếu chúng ta làm bằng tay thì không thể nào triển khai nhanh được bây giờ nếu có một cái bản thiết kế à, một cái môi trường amazon và đặc biệt là khi nó có nhiều môi trường và nhiều region nữa thì cái việc mà chúng ta có thể triển khai tùy theo độ phức tạp nó có thể đến với vài ngày thậm chí là vài tuần À, và khi chúng ta dùng infrastructure code, thì nó được sinh ra từ các cái template cho nên mình có thể tự động hóa cái việc triển khai và đẩy tốc độ lên. đặc biệt là trong khi mà công ty chúng ta có nhiều kinh nghiệm, chúng ta có những cái template sẵn thì cái việc triển khai tốc độ nó cực kỳ là nhanh. Tiếp theo là ý về cái việc là không nhất quán, thì cái phương pháp triển khai truyền thống á, nó sẽ không nhất quán được bởi vì chúng ta có thể thực hiện có thể có sai sót trong quá trình chúng ta triển khai hệ thống. chúng ta tạo các cái instance, các cái setting về network thì à, nếu như cái trình độ của cái người À, thực hiện nó có thể ảnh hưởng đến cái chất lượng của output và có thể xảy ra sai sót nên nó sẽ không nhất quán và chúng ta làm bằng manual như vậy thì chúng ta sẽ không thể đảm bảo rằng những gì chúng ta đã làm môi trường test và môi trường à, phasing có thể đẩy nguyên lên môi trường production bởi vì làm bằng tay à, nó sẽ không tạo sự nhất quán được Ý cuối cùng đó chính là không thể tái sử dụng thì à, nếu như chúng ta tạo ra các cái template hoặc script thì khi chúng ta kết thúc dự án chúng ta hoàn toàn có thể tái sử dụng lại trong các dự án khác và đẩy nhanh tiến độ của dự án tiếp theo lên để tăng cái productivity của công ty cũng như là độ dự án. Tuy nhiên nếu chúng ta dùng manually thì khả năng sẽ không làm được việc đó nha các bạn. Rồi vậy à, tóm lại infrastructure nó có một số ưu điểm khi triển khai infrastructure code. Đầu tiên là phải kể đến là tự động hóa này, giúp giảm thiểu rủi ro và tăng tốc độ triển khai. Cái này là không thể phủ nhận được đúng không? Dùng script thì luôn luôn nhanh hơn dùng tay. Nhất quán và dễ dàng kiểm soát thì đầu tiên là à, nó sẽ dùng template cho nên nếu các bạn đã triển khai một lần rồi thì và các bạn test các bạn có sự điều chỉnh thì các bạn có thể apply y chang những cái setting đó lên cái môi trường tiếp theo có thể là môi trường staging hoặc là môi trường production hoặc thậm chí là giữa nhiều region khác nhau các bạn kiểm chứng được cái phần code đã chạy ở môi trường ví dụ như singapore đi các bạn hoàn toàn có thể triển khai một hệ thống tương tự trên region tokyo ohio hoặc thậm chí là ở bên eu một cách rất là nhanh chóng rồi tiếp theo là nó sẽ kiểm soát phiên bản cho phép quản lý theo dõi phục hồi phiên bản cấu hình thì bằng cách là chúng ta tạo ra các template và quản lý version chúng ta có thể uh, tracking được cái lịch sử thay đổi ví dụ như con instance trong quá khứ nó đang ở sai bao nhiêu và nó đã từng qua các cái thay đổi gì còn nếu như chúng ta uh, làm bằng tay thì khả năng rất là khó để quản lý cấu hình uh, khó khó phục hồi được cái phiên bản trước đó rồi tích hợp và phối hợp ý này muốn nói đến cái việc chúng ta tích hợp những cái công cụ infrastructure code vào với cái quy trình của DevOps thì nó tạo điều kiện cho chúng ta phát triển và vận hành liền mạch và phối hợp với các công cụ khác ví dụ như là CICD này, monitoring và log thì khi chúng ta dùng Infrastructure chart, thì chúng ta có thể à, kết hợp với các cái tool CICD. À. rồi tối ưu hóa tài nguyên và chi phí thì thông qua việc tái dụng à, giảm bớt công sức và thời gian của đội ngũ kỹ sư phần mềm thì chúng ta sẽ giúp tiết kiệm chi phí chi phí ở đây chính là chi phí về cái việc triển khai à, cũng như là à, chi phí thiết kế là những cái template bởi vì infrastructure code khi chúng ta làm xong thì cái tính tái sử dụng của nó khả năng là phải đến 80 thậm chí là 90% cho các dự án có cái à, kiến trúc tương tự. Cho nên là chúng ta tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Chi phí ở đây là chi phí về nguồn nhân lực nha các bạn. An toàn và bảo mật thì chúng ta có thể quản lý quyền truy cập à, thông qua cái cơ chế chúng ta quản lý ai có thể à, truy cập vào các cái template cũng như là các cái infrastructure code thì chúng ta sẽ bảo mật hơn cho hệ thống của mình. Rồi, À, có thể tích hợp các cái chuẩn và quy tắc bảo mật và trong quy trình và triển khai à, ví dụ chúng ta quản lý những cái access key quản lý những cái thông tin username password một cách an toàn trong cái quy trình của InfraCode. thay vì chúng ta à, sử dụng những cái quy trình thông thường ví dụ như là cấp một user trong một anh gì đó, xe chung thì cả team gì đó thì chúng ta có thể dùng những cái à, cơ chế để quản lý những cái secret trong cái bộ tool của InfraCode, Code đa số là hỗ trợ nha các bạn vậy thì chúng ta muốn triển khai infra as code thì nó sẽ qua bao nhiêu bước các bạn? thì nó sẽ có một số bước đầu tiên thì nó là code cho nên chúng ta sẽ phải viết các cái code hoặc là các cái template à, tùy theo cái uh, infrastructure as code framework mà các bạn chọn đó, thì nó sẽ là code programming code hoặc là nó sẽ là các cái template definition của các cái resource ở trên cloud tiếp theo chúng ta sẽ phải triển khai thử triển à, khai thử đầu tiên cái môi trường đầu tiên chúng ta sẽ triển khai ra môi trường develop và triển khai môi trường develop thì cái template của chúng ta sẽ provision ra các cái resource bao gồm có thể resource về của kinh như là VPC này, EC2, uh, Redshift, database, S3. Đây là những cái resource ví dụ nha các bạn về bản chất là các cái công cụ infra code có thể tạo ra toàn bộ hạ tầng trên cloud và không chỉ hỗ trợ Amazon còn hỗ trợ rất nhiều cái cloud khác nữa. À, khi chúng ta đã có được một cái version ổn định tức là chúng ta đã test các cái chức năng của nó chạy bình thường và không có bất kỳ lỗi nào, các cái resource được tạo ra giống như chúng ta mong muốn thì chúng ta sẽ tiến hành upload cái một cái version ổn định của nó lên trên cái git à. và chúng ta có nhu cầu triển khai lên các cái môi trường cao hơn ví dụ môi trường test hoặc là môi trường production thậm chí là những cái môi trường nằm ở region khác giả sử chúng ta uh, test ở bên uh, singapore ok chúng ta muốn triển khai sang bên nhật chẳng hạn thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái template này và chúng ta triển khai một cách nhanh chóng lên các môi trường test môi trường production về nguyên tắc thì khi mà triển khai như vậy thì những cái môi trường như là develop test và production nó sẽ giống nhau về mặt cấu trúc Tuy nhiên khác nhau về mặt size. à Ví dụ như tôi có một con EC2 ở đây Nó sẽ kết nối network với database à, Kết nối với Redshift Tuy nhiên tôi lại muốn là môi trường test Thì cấu hình nó sẽ cao hơn Hoặc môi trường production Cấu hình nó sẽ cao hơn nữa Bởi vì production sẽ là môi trường có nhiều người dùng Thì cái việc này chúng ta cũng sẽ tùy biến được nha Rồi à, tóm lại thì sẽ có 5 bước à, Chúng ta sẽ tạo các template Về cost để chứa cái infrastructure của chúng ta. Tiếp theo chúng ta phải kiểm thử trên môi trường dev để đảm bảo rằng cái việc deploy này nó trơn tru và nó không có bất kỳ lỗi gì hết. Tiếp theo chúng ta sẽ upload lên trên cái hệ thống version control có thể là GitHub, GitLab hoặc là server công ty chẳng hạn. Và bước số 4 chúng ta sẽ triển khai hàng loạt. À, nhắc lại triển khai hàng loạt ở đây là chúng ta triển khai lên nhiều môi trường cao cấp hơn hoặc thậm chí là nhiều region khác. À, không cùng region với cái region ban đầu chúng ta triển khai vẫn được nha. Và cuối cùng sau khi những cái infrastructure này nó đã lên rồi, chúng ta muốn có những cái thay đổi thì chúng ta sẽ không tiến hành là chỉnh sửa bằng tay. Giả sử tôi muốn tăng cái size của database lên gấp đôi, tôi sẽ không vô còn son tôi chỉnh mà tôi sẽ yêu cầu ông DevOps -up update cái template và nâng cái size lên. Thì uh, chúng ta sẽ tiến hành update và maintenance các cái infrastructure thông qua việc chỉnh sửa cái setting ở trong cái code hoặc là trong cái template của chúng ta và tiến hành triển khai lại. Rồi, tóm lại quy trình chúng ta, cái vòng đời của chúng ta triển khai in con, thường chỉ có 5 bước như vậy thôi nha các bạn. Rồi chúng ta thấy rất nhiều cái lợi điểm của Implied Code. Tuy nhiên à, vẫn sẽ có bạn hỏi là tôi hoặc là khách hàng của tôi à, chỉ có nhu cầu triển khai trên một môi trường. Vậy có cần sử dụng Implied Code hay không? À, thì câu trả lời là có nha các bạn. Là trừ khi thời gian nó quá gấp rút và cái tác vụ của các bạn nó quá đơn giản đi. Và bạn không muốn tốn nhiều thời gian vào việc viết template hoặc là code. Thì chúng ta vẫn nên sử dụng Infra Code nha các bạn. Thì những cái Infra Code, những Infra Template này chúng ta có thể không tái sử dụng ngay được trong cái project. Bởi vì hệ thống của chúng ta khách hàng của tôi là chỉ có một môi trường thôi tuy nhiên về lâu dài nhé ví dụ các bạn làm dự án khác làm một cái dự án nào đó cùng cái TechStack. stack à, tech stack ở đây là những cái dịch vụ cái kiến trúc của nó cũng gồm ví dụ hai layer một cái public một cái private có nát gateway và dùng những stack sắc chung như là EC2, dùng ECS, dùng EKS, uh, database thì chúng ta hoàn toàn có thể tái sử dụng lại trong các project khác của công ty nha. Do vậy về lâu dài thì nó rất có lợi cho bạn và công ty bạn. Cho nên là trừ khi thời gian quá gấp rút hoặc là tác vụ nó quá đơn giản đi thì chúng ta vẫn nên triển à, khai à, cái infra chúng ta bằng cách là chúng ta đi qua 5 bước à, như mình đã trình bày trong slide trước đó nha và tận dụng cái infra code để nó thành một cái náo lệ của công ty mình để có thể tái sử dụng rất là nhiều trong dự án tiếp theo nha chúng ta cùng điểm qua một số cái công cụ infra code thường sử dụng nhé đầu tiên thì phải kể đến cái dịch vụ mà Amazon nó hỗ trợ native có nghĩa là dịch vụ này à, được Amazon tạo ra thì nó chính là cloud formation và cloud formation là một cái dịch vụ mà cho phép người dùng định nghĩa và triển khai cấu trúc tài nguyên dưới dạng template template thì có hai dạng là dạng giam và dạng JSON thì dạng giam được xài nhiều hơn do dạng giam chúng ta có thể để những cái chú thích comment ở trong đó còn JSON thì không thể à, trong cái khóa cloud basic của mình có một section hướng dẫn các bạn sử dụng cloud formation à, tuy nhiên cái dịch vụ này gần đây thì à, à, nếu chỉ sử dụng cloud formation không á, thì mình sẽ không sử dụng và theo đó mình sẽ dùng terraform Thì terraform cái chương sau mình sẽ nói nha section sau của cái chương này mình sẽ nói. À, do là cái native service của Amazon nên là CloudFormation nó không hỗ trợ cloud khác nha các bạn. Các bạn xài CloudFormation thì nó chỉ có trên Amazon thôi. Tiếp theo là CDK, là viết tắt của Cloud Development Kit. Thì cái này nó dành cho những bạn nào mà giỏi về programming bởi vì thay vì viết những cái template dạng YAML hoặc JSON như CloudFormation thì nó sẽ viết là những cái code à cái code này có thể là code Python hoặc là code Node JS. À. Thì uh, nó dành cho những bạn developer định nghĩa Cloud Infrastructure bằng cách sử dụng các ngôn ngữ lập trình phổ biến như là TypeScript, JavaScript, Python, c Java nữa. À, nếu mình xài cái này thì mình thấy các bạn hay xài uh, TypeScript là nhiều nha, Python thì ít xài. Nó phù hợp với những người đã quen với việc lập trình, code, và muốn tận dụng để tạo ra Infra-Provisionary uh, suốt một cách tự động. Và tất nhiên nó là native service của Amazon nên cũng chỉ hỗ trợ Amazon thôi các bạn. Và khi sử dụng CDK thì nó sẽ có một cái file code của chúng ta sẽ được combine thành các cái cloud formation template tất nhiên các bạn sẽ không nhìn thấy à, và cái cloud formation template này nhìn rất khó đọc và các bạn nếu đi từ developer sang các bạn không quan tâm cloud formation là cái gì các bạn biết một chút thôi về bản chất các bạn define các cái class các cái dòng code những dòng for loop các kiểu điều kiện if else thì cuối cùng sau khi các bạn combine nó sẽ thành các cloud formation template là cái này và bản chất là đứng sau CDK cũng là cloud formation à, cho nên là các bạn khi mà các bạn tạo CDK, à, thì nó sẽ tạo ra các cái cloud formation stack đó. thì các bạn vô, các bạn dùng CDK bị triển khai infra xong, các bạn vô cloud Vision, các bạn sẽ thấy nó có rất nhiều cái stack ở đằng sau nhé. Ừ. Rồi Terraform cũng chính là cái mục tiêu chính của cái chương này chúng ta sẽ học kỹ đó là một cái mã nguồn mở được provide bởi cái hãng Hashicorp và Terraform nó có một cái chứng chỉ nha các bạn, các bạn nào làm về DevOps nhiều có thể tham khảo chứng chỉ này. thì Terraform là một cái công cụ infra code mã nguồn mở cho phép người dùng định nghĩa và cung cấp cơ sở tầng dưới dạng mã À, Teleform Terraform rất linh hoạt và có thể tương tác với nhiều cloud Ví dụ như là Amazon, Google Cloud và Azure Cái điểm khác biệt cơ bản lớn nhất giữa Terraform và Cloud Formation Là nó không tạo ra các Cloud Formation stack trong quá trình deploy Và DevOps có thể giữ cái template cho riêng mình và không release cho khách hàng à, Cái này là ý nói ngoài lề thôi Bởi vì các bạn nếu như các bạn tạo ra các Cloud Formation stack đó, Thì khách hàng người ta có thể ăn trộm được cái cái náo lịch của công ty bạn Nhưng nếu như cái Terraform này các bạn deploy xong nó không tạo ra các stack Thì các bạn hoàn toàn có thể giữ lại cái template cho riêng mình và nó sẽ không để lại bất kỳ dấu vết gì ở trên cái uh, cái môi trường của khách hàng trừ khi chúng ta cố tình làm điều đó ví dụ chúng ta tạo ra những cái uh, bản sao để lưu trữ cái state của hệ thống thì các khách hàng có thể xem được hoặc là chúng ta cam kết với khách hàng chúng ta sẽ release cái mã cái mã nguồn của terraform thì ok cái đó sẽ thành một cái output cho cái dự án còn nếu không nếu không có cái điều khoản thì chúng ta hoàn toàn có thể giữ lại cái terraform template làm cái công nghệ cho riêng mình uh, làm một cái tài sản cho riêng công ty mình và không release cho khách hàng nó gọi là black box đó các bạn. Rồi chúng ta bên phía Azure thì chúng ta có Azure để manager và cái anh provider Microsoft thì cho nên là nó sẽ không hỗ trợ các cloud khác. À, vậy nó gần giống cloud function đúng chưa? Rồi Google thì chúng ta cũng có là Google Cloud Development Manager. dịch à, vụ này thì cũng cho phép tự động hóa việc tạo ra các tài nguyên trên Google Cloud Platform thông qua các hình file giao. Rồi chúng ta có các cái công cụ infra code khác bao gồm có Ansible, Puppet và Chef thì Ansible nó được sinh ra cái thời điểm mà khoảng 2017, 2018 á các bạn. Khi mà cái các dự án lift and ship có nghĩa là chúng ta deploy y chang một cái infrastructure từ mô hình on remit lên trên cloud thì chúng ta sẽ phát sinh rất là nhiều cái server và những server này thì nó cần phải được cài cắm, cần phải được setting, cần phải được update phần mềm update middleware các kiểu thì nó sẽ sinh ra những cái task mà chúng ta cần phải tự động hóa nó thì nó có một cái công cụ mà thời đó mình có xài nhiều đó là Ansible thì nó mô hình agent lead agent lead có nghĩa là chúng ta không cần cài agent không cần cài bất kỳ một cái tool gì lên cái server mà chúng ta cần quản lý hết nó chỉ cần à, một cái máy quản lý và những máy con thì chỉ cần biết username password hoặc là cái ssh key là nó sẽ log in vô nó access vô ssh vô để nó thực hiện những cái thao tác bao gồm có cài cắm software này chỉnh sửa setting của os có cả windows và linux nha à, nó thực hiện cái việc quản trị quản lý centralized cấu hình thông qua cái ansible master và nó cũng sử dụng giam để viết các playbook và ron thì các playbook là cái định nghĩa những cái gì mà các bạn muốn apply cấu hình lên trên các con server target thôi rồi à, puppet thì nó khác với ansible là nó, có, nó hoạt động theo cái mô hình agent master và chúng ta cần phải cài đặt agent trên các máy chủ để có thể quản lý được nó nó dùng ssl để kết nối này à, dùng cái dsl một cái ngôn ngữ riêng của nó và hỗ trợ cái code ruby về sếp thì nó cũng là mô hình client server cần cài đặt client trên các máy chủ được quản lý nó sử dụng SSL để kết nối và quản lý cái máy chủ và dùng cái cái ngôn ngữ là Ruby DLS là DSL chứ để viết các cái receipt và cookbook thì trong ba cái thằng này mình đánh giá thằng Ansible đó thằng dễ xài nhất cả về cài đặt bởi vì uh, nó không cần agent có nghĩa là ví dụ bạn có 100 server cần quản lý cái việc cài cắm thì uh, chúng ta chỉ cần một con master thôi Còn tất cả những con còn lại chúng ta chỉ cần SSH key hoặc là username password để Nó có thể bay vô nó Thực hiện cái việc cài cắm cũng như là thay đổi setting của con server đó rồi rồi vậy thì có nhiều công cụ InfiCode Code như vậy, chúng ta chỉ chọn công cụ nào? Thì câu trả lời là không có cái tool nào là tốt nhất nha các bạn. Và các cái tool IC được thiết kế đa dạng mục đích và nó có ưu nhược điểm riêng. À, tùy vào nhu cầu dự án, và khả năng của member mà lựa chọn công nghệ phù hợp để mang lại hiệu quả cao nhất. À, ví dụ những người đi lên từ developer ấy, thì thích dùng CDK nha các bạn. À, bởi vì CDK là nó giống như viết code vậy đó. À, còn những người đi lên từ system admin thì thường thích dùng Terraform. Cá nhân mình thì mình thích dùng Terraform hơn. Chúng ta đến với phần giới thiệu về Terraform thì provider của cái Terraform chính là cái hãng HashiCorp à, HashiCorp thì nó tạo ra một cái ngôn ngữ có tên là HashiCorp Configuration Language, viết tắt là HCL Thì cái ngôn ngữ này nó lai lai một chút giữa cái phần định nghĩa của json và nó có một cái cú pháp syntax riêng của nó Thì lát nữa cái phần Definition là phần Demo đó à, Các bạn sẽ thấy, nó hỗ trợ nhiều Cloud không chỉ có Amazon, GCP và Azure nhé, nó hỗ trợ cả một số Cloud khác nữa rồi cơ chế hoạt động của Terraform thì chúng ta sẽ có cái sơ đồ sau. Đầu tiên chúng ta phải kể đến là cái phần chúng ta phải có cái bộ co nhất chính là Terraform COI. Và Terraform COI này thì nó sẽ connect đến các cái cloud thông qua các access key hoặc là các cái run nếu như cái COI chạy trong một con instance để nó có thể tao thác, tạo tác, tạo resource, update resource hoặc là xóa resource trên các cái cloud. Và nó sẽ có các cái template, template này chính là các cái đoạn code mà chúng ta tạo ra đó. À, và Terraform cũng cung cấp những cái module dựng sẵn trong trường hợp chúng ta không muốn viết từ đầu thì chúng ta có thể có những cái module à, và chúng ta customize lại thôi và chúng ta có các cái provider provider là các cái bộ à, library cần thiết để chúng ta có thể hoạt động được với làm việc được với cái cloud ví dụ như tôi define một cái provider là Azure đi thì khi mà chúng ta init nó sẽ load toàn bộ những thư viện cần thiết để làm việc với cloud provider đó là Azure rồi, à, cái khi mà chúng ta apply cái phần template này tạo ra các cái infra thì nó cần phải có một thứ để chúng ta có thể à, biết được là cái infra chúng ta đang như thế nào để CLI, à, cái Terraform CLI nó tiến hành cái việc là update và maintain cái infra này. Thì nó sẽ tạo ra các cái state. Đó. thì state này sẽ được lưu ở đâu? Nó có hai chỗ lưu. Một là lưu ở Git. Lưu máy đầu cổ chúng ta sau đó up lên Git hoặc là hai là lưu trên chính các cái cloud này. Lưu S3 rồi đó và à, cái CUI này khi nó chạy ra các cái à, câu lệnh như là create, update và delete dữ đó thì nó sẽ tạo ra các cái output cái output này thì nó có hai loại output là output được dùng để à, kết nối với các module với nhau và một cái loại output là chúng ta sẽ đi xong cái infra chúng ta muốn à, lấy được những cái thông tin để chúng ta truy cập vào môi trường đó chúng ta cũng có thể đưa vào output được nha cái này optional thôi à, tiếp theo một cái phần nữa cũng không kém quan trọng đó là phần variable khi mà chúng ta define các cái template chúng ta muốn dynamic hóa nó lên. Ví dụ tôi muốn là môi trường dev thì instance size là micro. À, nhưng mà môi trường à production thì lại là à, x lạc chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ dùng cái à, variable này để chúng ta customize lại. Thay vì chúng ta phải hard code thì chúng ta sẽ dynamic nó bằng các cái variable. Rồi, à, phần này hơi lý thuyết một xíu, tuy nhiên khi vào các bài à, lát thực tế thì mình sẽ nhắc lại một lần nữa nha. À, các bạn cứ nắm trước đi rồi lát nữa chúng ta sẽ ôn lại sau. thì cái terraform nó có một số cái file quan trọng là chúng ta phải cần phải nhớ đó là cái file template thì nó sẽ kết thúc bằng cái đuôi là .tf và mô tả cơ sở tầng mong muốn thì chúng ta định nghĩa là có một cái VPC có bốn subnet rồi có mấy cái EC2 có mấy cái database bay đó thì nó nằm toàn bộ trong cái file template. tiếp theo là provider thì chính là những cái plugin library gì đó được terraform sử dụng để tương tác với các API của các dịch vụ cloud ví dụ như là Azure, GCP uh, hoặc là AWS resource resource là các thành phần cơ bản của sở tầng này bao gồm nhưng mà không giới hạn là máy ảo mạng dịch vụ có nghĩa là chúng ta về cơ bản thì resource của Terraform có thể là bất cứ thứ gì có thể là một cái IAM role có thể là một cái user có thể là một cái policy có thể là một cái VPC à, có thể là một cái subnet một cái security group hoặc thậm chí là một cái cloud front distribution đều được gọi là resource nha các bạn Terraform CLI chính là cái phần core của nó đó các bạn nơi là cung cấp các tập lệnh để chúng ta có thể thao tác à, bao gồm cái việc init này Apply này và chúng ta hủy bỏ cơ sở tầng là xóa toàn bộ đó các bạn. À, tiếp theo là state file như mình có nói trong cái sơ đồ thì nó là cái file mà chúng ta quản lý cái trạng thái và cái thông tin về cơ sở hạ tầng đã được tạo và quản lý. Thì cái file state này nếu như mới bị mất đó, thì terraform sẽ không biết được là cái infra của chúng ta trên cơ sở tầng trông như thế nào và nó sẽ bị giống như là, mất kết nối đó các bạn. Thì rất là nguy hiểm cho nên cái state file này chúng ta phải quản lý nó thật kỹ trong cái dự án của chúng ta rồi variable và output thì variable thì dùng làm input nha các bạn để tùy chỉnh cấu hình thay vì chúng ta phải hạt code và output thì được sử dụng để lấy chỉ từ cơ sở tầng đã được tạo ví dụ chúng ta muốn tạo một cái hệ thống gồm có uh, load balancer một cái auto scaling group cộng với database tuy nhiên khi hạ tầng nó lên rồi chúng ta không muốn phải log in vào môi trường chúng ta mới nhìn thấy được là cái cái domain của cái application load balancer domain để vô hệ thống thì chúng ta có thể đẩy cái output ra và ngoài ra output này nó còn là một cách để chúng ta À, kết nối các cái component với nhau ví dụ như là chúng ta tạo VPC xong thì có cái output là cái VPC ID để chúng ta tạo subnet chúng ta tạo subnet xong thì nó có cái ID của subnet để chúng ta lấy output của cái đó chúng ta làm input cho EC2 chẳng hạn bởi vì tạo EC2 thì cần biết subnet đúng không à, thì nó cái chất keo được kết dính các cái module với nhau rồi nhắc lại các thành phần này thì trong cái bài lab mình sẽ giải thích với các bạn một lần nữa nha yên tâm các bạn nếu có quên thì có thể quay lại section này bookmark lại hoặc là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong các bài lab tiếp theo